Ướt cả áo con rồi đây này. Ôi, nóng thế nhỉ. Nghỉ thôi nhỉ. Lên nhà thôi nhỉ. Nóng. Nóng quá nhỉ. Chớ ra rồi nhỉ. Ngoan đây. Làm gì chị? Chị đang vun ít ngô này thôi. Chị đang làm việc, nóng quá thằng con nó không chịu ở. Vâng. Bỏ xuống. Chú có việc gì đấy? Tình hình là chị với chị gái ấy, đi bảo lãnh bà ra với. Không ở ngoài kia bà cứ đập phá các kiểu, bọn em không làm được việc chị ạ. Hôm nọ chị cũng đi, chị cũng tính là bảo lãnh bà ra đấy. Nhưng mà thấy bà nhiều quá như thế, nhiều như thế chị về bảo lãnh ra, sợ bà lại về nhiều chị cũng không ấy. Không sao đâu bà chị, bây giờ bọn em cũng răn đe các kiểu rồi. Bây giờ chị với chị gái đi bảo lãnh bà ra đi. Bây giờ mà chị nó đi bảo lãnh bà về, sợ bà lại lên đây bà nhiễu. Sợ là... Chị cứ yên tâm đi, bọn em bảo các chị bảo lãnh bà ra thì bọn em biết cam kết cho bà mà. Không sao đâu chị ạ. Bắt bà biết cam kết các kiểu mà, xong là chị không lo đâu. Vâng. Giờ chú về trước đi, tí nữa chị đi sau. Vâng, em xin phép về trước nhá. Tí chị ra nhá. Vâng. Chú về trước đi. Bây giờ mình nằm cho con ngồi đây chơi một tí đã. Nóng sắp chết, kệ bà nhỉ, cho nhớ một tí nữa chiều ăn đi. Ô nè, cho đi tủ cũng nhiều, ở nhà cũng nhiều.
đi tù thì không có rượu uống nhiều, còn nhiều hơn ở nhà nữa. Để cho các chú ấy về tìm mình thế này. Này, về nhà cũng buồn. Bảo lãnh cho về, lại về đây lên, kiểu gì cũng lên đây phá ra mà xem. Tính người chắc thủ dài lắm ấy. Đi bảo lãnh về thì mẹ con mình cũng buồn này. Còn không biết trốn kiểu gì nữa cơ, nếu lúc bà nhiễu ấy nhỉ. Cười à. Đây đợi nhá. Đợi một tí nhá. Mẹ đi làm một tí đã nhá. Một tí mẹ đến nhá. Hãy subscribe.
thôi. Chơi nhiều cũng chán đi. Bây giờ mình phải làm kiểu gì nhỉ? Con ngồi đây để mẹ nhá, làm đây để mẹ nhá. À, mẹ ra đây làm việc một tí nhá. Dạ. Xong con nằm đây đợi nhá. Sao đợi nhá. Ơi. Không biết con mình đi đón bà được không? Đi về bà có chịu ở nhà bà không hay lại bà lên đây nhốt mình? Bà như thế này không có tập tâm trí nào mà làm gì đón về, không biết bà có chịu ở nhà không, lại lên đây nhớ mình tiếp. Không biết họ có đi báo bà chị gái không nhỉ? Nó còn về đây rằng co mình nữa chứ. Đẹp thế nhỉ. Đấy. Cái này lại sắp nở. Đẹp thế. Lấy mất một nụ rồi. Cọ danh. Mọc nhanh thế không biết. Còn ở đây vẫn còn một tí, đổ hết đi, không tí đi bảo lánh về bà lại mò về đây thấy nhiều bà lại uống lại nhớ mình, mình lại là người khổ. Tao cho đi tù còn lâu tao mới được đón về, không chừa cái tin đấy thì còn lâu mới đón. Nhà bà chỉ nếu không có điên dại gì đâu, đi ra kia còn chắc là cũng giả vờ điên một phần đấy, công an ấy các chú dân quân ấy phải đi tìm mình như thế. Bà thì chắc chỉ có giả vờ một phần thôi, không làm như thế thì không ai bảo lánh bà. Bà làm như thế bà mới có người đi bảo lãnh bà. Làm thế tội cho các chú công an. Làm khổ con cháu rồi. Bây giờ làm chỗ này thôi. Nghỉ một tí đó. Kệ bà đi. Chiều hăng đi. Cho ở hết buổi đi cho nó. Nhịn đói thêm một bữa cũng chắc không sao đâu. Cho bà một lần. Đi về lần này sợ bà lại lên. Cứ kệ bà đi. Bên nhà với con đó. Chiều tối hàng đi. Nhịn thêm một bữa cũng có sao đâu. Cái thằng dân quân quá này. Mình đang cho vui chơi ở trong phòng mà nó về ngăn mình, không cho mình chơi, không cho mình cấm, không cho mình hát. Mới ở trong phòng này một mình cô đơn lạnh lẽo buồn, mới được cái hát là vui, động viên bản thân mình thôi. Nhưng cái thằng công an dân quân nó lại về can thiệp, không cho mình hát hò cái gì cả. Lúc nào cũng để trong phòng, cũng để lúc nào cũng cho phòng vắng tanh thế này. Bây giờ mình tức quá. Bây giờ mình phải làm cách nào được ra ngoài nhỉ? Tức thật. Làm cách nào để trốn ra ngoài được nhỉ? Hay là mình ước gì mình làm một thần phép làm như con Tôn Ngộ Không để bay ra cửa sổ này để ra ngoài này. Nhưng mà cái này cũng bằng sắt nhỉ. Cái này bằng sắt. Sắt đắt quá, chắc quá. Ước gì mà mình làm cái thần phép.
thằng Tôn Ngộ Không để bay xiên ra ngoài thì quá sướng rồi. Xiên bay ra ngoài thì mình được khoái chí lắm rồi. Nhưng mà thanh sắc này quá chắc, bực cái thằng Dương Quân. Lúc nãy mình đang hát theo, hò hát vui, nhưng mà cái thằng Dương Quân nó phải can thiệp, không cho mình hát, tức thật. Giờ mình phải làm thế nào để cho thằng Dương Quân cho nó ngục đầu nhỉ? Thấy nó gặp nó, tao mà ra ngoài được, tao gặp cái thằng Dương Quân này, trước sau không có ai, tao sẽ mấy quả tát cho cái thằng Dương Quân ngục đầu nó mới bằng. Không thì được quá. Tao làm, phải làm cách nào được nhỉ? Nghĩ thế nào là cách gì nhỉ? Alo. Dạ vâng. Vâng, vâng. Em đang ở đâu đây? Tôi chung ở đây nhá, anh đi có tí việc. Vâng. Cái thằng công an nó đi rồi, chắc nó đi về nhà rồi. Bây giờ chỉ mỗi cái thằng Dân Quân nó ở lại trong phòng bên kia thôi. Bây giờ mình làm thế nào nào? À, tao có cách, tao có cách. Mỗi cái thằng Dân Quân tao không sợ, nó ở trong phòng. Bây giờ tao có cách rồi. Lần này cái thằng Dân Quân mày sẽ chết với bà nhá. Bà này. Bà làm sao đấy? Bà bắn tôi rồi.
Trời, hôm nay sao lại im cái này nhỉ? Bà kia có vấn đề à? Ra xem cái nhỉ? Anh già, cửa sao lại mở toang này? Làm gì chứ? Làm sao? Đồng chí ơi! Đồng chí ơi! Đồng chí! Em sao đấy? Đồng chí ơi! Em ơi! Em sao đấy? Em ơi! Đồng chí ơi! Tỉnh lại đi đồng chí ơi! Ngồi đâu đấy này? Em làm sao đấy? Anh vừa về thấy em nằm đây rồi. Sao lại nằm trong này? À, bà chôn đâu rồi? Bà chôn đâu rồi? Lúc nãy bà vừa lên đấy. Làm sao đấy em ơi? Đấy. Nhức đầu quá. Mà chôn đi đâu ấy? Sao? Đau thế. Em còn nhớ gì không? Em đi đâu rồi? Anh về là thấy cửa to mo hết rồi đấy. À, lúc nãy em vào em thấy bà kêu bàn mình dưới ngáo ở chân. Em mở cửa vào. Xong rồi em nhấc cái, định nhấc cái bàn này lên. Lúc nãy em vào em nhấc cái bàn định ngồi bà ấy, mà bà đã vờ lấy cái này chèn vào đây này. Xong rồi bà lấy cái ghế kia đập vào đầu em, xong rồi chắc em ngất không? Anh thấy về đây em nằm đây chắc là. Đưa em đi bên kia ngồi đi. Để em gọi chỉ huy trưởng của em á. Để em gọi đồng chí cân sự. Gọi xem ai chú giúp giải quyết. Đến mình rồi. Rồi à. Tình hình là bà Chuông ấy, bây giờ bà trốn rồi. Bà vừa đánh ngất em ấy. Anh xuống luôn nhá. Vâng nhá. Đúng luôn đấy, còn kịp hay không đi tìm bà ấy, không bà lại trốn đi đâu lại không tìm thấy nữa. Vâng, chào anh nhé.